Xin chào các bác. Như đã hứa thì hôm nọ em có hứa với các bác là sẽ hướng dẫn các bác là tập lực cho chim như thế nào cho nó hiệu quả. Đây này, như bây giờ em bố trí cầu như này nhá. Bố trí cầu này, hai cái cống này. Cống này là cái cống sâu nhá. Trong quá trình con chim vận động thì mình phải bổ sung dưỡng chất, nhất là đạm này, là thức ăn này, hoa quả này thì bổ sung cho nó. Đấy, như em có cho gào gào ở đây. Và con chim càng ăn nhiều gào gào càng tốt nhá. Ăn một lượng vừa đủ và đều thôi. Ví dụ ăn khoảng độ 5 đến 10 con như này. Nó giúp trong quá trình vận động của con chim bay qua bay lại thì nó hoạt động nó tốt hơn. Nên các bác lưu ý điều đấy nhá. Còn nói chung là con chim ấy thì không phải lúc nào cũng cho tập lực. Nên tập lực hay là như thế nào? Ví dụ như là trong cái thời điểm mà con chim của các bác ấy mà là một con mộc dở ấy, mà nó còn chưa có thái độ đấu hay cái gì mà các bác cho đi tập lực thì con chim đấy càng một ngày càng yếu lên. Tập lực ở con chim thì có nghĩa là như thế này các bác. Nó thúc đẩy cái quá trình lên lửa của con chim ấy, cũng như quá trình ôm lông ấy. Tập lực, các bác phải hiểu cái tập lực ấy là giúp cái bộ lông của con chim nó gọn ghẽ hơn, gọn gàng ấy. Nhiều bác thì nuôi chim thì ví dụ như là chỉ biết là sáng thả vào đấy, xong trưa lấy ra cho tắm tát các thứ thôi, thì cái đấy thì nó không đúng. Ở trong quá trình của con chim luyện tập ấy, cũng như con người của mình thôi, một vận động viên để đi thi đấu hay là gì, người ta phải có, thứ nhất là phải có bài đã. Ví dụ như là chế độ tập này, chế độ dinh dưỡng này, bây giờ mình cũng áp dụng vào con chim. Ví dụ như là chế độ tập trong khoảng thời gian nào thì em khuyến khích các bác tập trong khoảng thời gian là ví dụ như là từ 8 giờ đến 9 giờ trong cái khoảng thời gian đấy thôi. Mà em lưu ý với các bác nhé, không phải tập con chim trong vòng 1 tiếng đâu, 1 tiếng hoặc là 2 tiếng đồng hồ đâu. Nhìn thế thì con chim nó yếu đi, nên các bác lưu ý rồi đấy. Còn ví dụ như là ban đầu này, như con này bây giờ hiện tại em bây giờ thả lực vào, ví dụ ngày hôm trước em có thả 10 phút, ngày hôm kia em thả thêm 15 phút như này, là mỗi ngày thả đều như thế. Hoặc là như cái lồng này của em ấy, thì các bác có thể nuôi ở trong lồng này luôn, kệ nó, cho nó nhảy tự do như thế. Ban đầu thì những con trà mào thì nó chưa quen tập lực đâu các bác, thì các bác có thể lùa nhẹ tay, các bác lùa từ bên này sang bên kia trong vòng tầm 5 phút nhỉ, thôi cho con chim nó hoạt động, đạp cầu các thứ, nhảy. Con chim thì nó phải bay nhảy thoải mái như ở ngoài rừng ấy. Vì sao cái lông của nó rất là ôm gọn? Bởi vì nó bay nhảy này, tìm kiếm thức ăn này, trong trong cái quá trình ở trong cái lồng này này, con chim nó, cái chân của nó không được hoạt động nhiều, bay nhảy này, cái tầm bay nhảy của nó rất là ngắn. Đây, trong quá trình tập lực thì các bác có thể cho chim ví dụ như là đầu bên này này cho một con, ở đầu bên kia cho một con, nó có thể giao lưu đấu nhau, người ta gọi là ké chim các bạn. Đây, cái điều em muốn nói với các bác là như thế này nhá. Để tập lực cho một con chim ấy thì ít nhất là phải con chim nó phải song lông nhá. Cái điều kiện không phải là ví dụ như các bác nào thích chim, ví dụ chim chưa lông lá chưa ngon vào đâu, các bác cũng thả lực các thứ, thực ra thả như thế để lấy về làm cái gì, thế thôi, đơn giản là hiểu là thế. Còn như bây giờ ấy, nhiều bác chăm thì trong mùa trước thì chăm nó không được tốt ấy, thì nó không lên lửa đều, có lúc thì nó chỉ có lửa mà đa phần là lửa ảm. Nhiều bác thì thích kiểu chùm lồng vào này, là chùm, là ủ lồng ấy. Chùm cả ngày đi, xong bắt đầu đến tầm quãng trưa hay là chiều các bác mở ra này, thấy con chim nó chơi ầm ầm ấy, nhưng mà lúc đấy nó chỉ chơi khoảng độ được 5 phút thôi là nó nghỉ. Còn một số bác thì có thể mang đi dàn, đi cà phê con chim ban đầu nó quạt cánh này, ché chiếc các thứ, nó chỉ khoảng độ đến 10 đến 15 phút như thế thôi,
Nhìn nói chung là nhìn rất là đã mắt, nhưng mà con chim đấy là cái thể lực của nó rất là yếu, nó chỉ sung mãn ngay cái thời điểm ban đầu thôi. Cái lửa đấy nó kiểu như là lửa ảo ấy, các bạn, thì cũng nói chung là các bác cũng phải luyện tập dần dần. Từ những cái đấy thì các bác có thể thả lực này, thả cho nó dần dần quen đi. Ban đầu thả nha, đây này, các bác nhìn đây này, yếu cực kỳ luôn, thả vào ấy. Cũng như mình thôi. Bây giờ các bác thử nghĩ, các bác đi thử đi tập gym hay là gì đi. Cái ngày ngày 1 này, ngày 2 này, ngày 3 này, các bác về mệt mỏi các thứ. Con chim nó cũng thế thôi. Ban đầu thả lực các bác thả nó rất là mệt luôn. Nó phải hoạt động này, bay nhảy này, vận động này. Trong quá trình đấy các bác phải đẩy được, thứ nhất là hoa quả cho con chim này. Thứ hai là đẩy được cái lượng đạm cho con chim để cung cấp. Và nó bay nhảy ở đây ấy, thì nó lại tiêu hao được cái lượng đạm ở trong cái thành phần cám ấy. Mà bây giờ hiện tại em đang đẩy cám số 2 lên nhé, nên là đây này, em cho các bác ngắm khuôn cái phân của chim này này, đây này. À, phân chim đây nhá. Đấy, nó sẽ tiêu thụ hết cái năng lượng ở trong 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 người con chim đi, giúp con chim dần dần đạt quá trình căng lửa lên. Nhưng mà đến cái thời điểm nào dừng dừng tập lực thì các bác lưu ý này, thứ nhất là cái bộ lông của con chim bắt đầu nó gọn dần này, con chim bắt đầu chịu khó chuyển cầu nhảy này. Em nghĩ chắc phải trong vòng tầm độ nửa tháng cho đến 1 tháng đi, bắt đầu con chim nó hoàn thiện hơn, thì lúc đấy các bác bỏ ra lồng nuôi bình thường cho em, rút lực, không cho tập lực nữa nhá các bác nhá, rút lực. Chúng ta sẽ đi rượt rãi dần, ban đầu từ biên thôi, xong bắt đầu các bác chuyển dần đến cho nó đấu sâu hơn và cái thời gian nó đấu dài hơn. Những lúc nào mà nó xù này, nó yếu lửa ấy, thì các bác lưu ý là rút bớt ra ngoài cho em, tức là cho ra ngoài biên để nó quen với cái môi trường và nó tiếp tục nó đấu. Các bác hiểu điều đấy là được. Thì cái quá trình con chim ấy, thúc đẩy lửa con chim nó lên lửa rất là nhanh luôn. Đây này, như bình thường này, các bác có thể lùa con chim như này nhá. Ví dụ ngày các bác bỏ ra tầm 5-10 phút thôi, thả lực bỏ vào đấy. Trong quá trình thả lực thì các bác kết hợp với phơi nắng, giúp cái bộ lông của con chim nó gọn gàng hơn. Con chim nó được bay nhảy như thế này thì lông lá nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Mà đây này, em cho các bác xem con này của em chân già như này mà các bạn này. Đấy. Để đánh giá con chim 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 có tuổi rừng hay không ấy, thì các bác đánh giá vào cái chân này này. Thứ nhất là bốt thì nó cũng không nói lên được điều gì đâu. Ví dụ các bác chăm 1-2 năm ấy thì kiểu như vệ sinh lông kém ấy, thì cái bốt này nó sẽ dày lên. Nhưng mà đánh giá được là cái chân con chim này nó phải khô này, chân này đấy, móng miếc này, và cái giọng đấu của nó, giọng con chim già rừng nó khác biệt với những cái giọng con chim khoảng độ 1-2 năm rừng ấy. Con chim đấy thì nó chưa có tuổi rừng nên là đấu chưa được tốt. Nên là vì sao em vẫn khuyên các bác là nên nuôi chim bổ già lên nhé. Còn nhiều bác thích nuôi chim non thì đấu thì nó chỉ thích đấu 5-10 phút thôi, với cả nó chim non nó hay ché lắm các bạn. Còn bác nào nuôi vui ấy, và lâu lâu đi gột mối ấy, thì nuôi non cũng được, không như chim chơi già này. Thì các bác lưu ý cho em là cứ chim già lên mà chơi các bạn, nó lâu, thời gian lâu một tí thôi, nhưng các bác chơi chim được bền lắm. Còn trên đây thì là những cái ý kiến cũng như đóng góp của em. Còn các bác nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like, một comment phía xuống bình luận phía bên dưới. Còn có những cái câu hỏi gì liên quan đến xà mào thì các bác cũng comment phía bên dưới cho em luôn nhé.
Nhiều bác nhắn tin qua Facebook của em ấy thì nói thật là ngày chắc phải đến hơn 10 bác nhắn tin thì em trả lời không có hết được đâu các bạn, nên là nhiều bác lại bảo là không thấy trả lời giận dỗi thì chết dở các bạn, bởi vì trong cái quá trình thời gian đi làm việc của em ấy, thời gian làm việc này, thời gian ở nhà với con cái này, đưa vợ con đi chơi này thì nó cũng có một khoảng thời gian riêng thôi, ai cũng thế thôi, nên là cũng không tư vấn được và trả lời hết câu hỏi của các bác được, nên là các bác cứ mạnh dạn comment xuống phía bên dưới của bài viết của video này này, thì để có gì em những cái nào mà em giải thích được hay là em trả lời được cho các bác thì em giải thích ngay ở cái video này luôn, ở dưới cái video này em sẽ trả lời cho các bác, còn những cái nào mà em không giải thích được ấy, hay là em có thể làm thêm một video về cái những cái câu hỏi của các bác như thế thì nó hay hơn. Còn cái thời gian mà trả lời ngoài Facebook em thấy thời gian đấy mất khá nhiều thời gian, nên là vợ vợ cũng hay kêu ca, các bác thông cảm nhé. Còn thôi em kết thúc video tại đây thôi, chào các bác nhé.